Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến với trận đấu thứ tư của bảng A nha mọi người. Bên tay trái của mọi người là Pepsi của Thiên Long 27. Bên tay phải của mọi người là Bạo Long của Silver Thánh Hỏa. Hai tin tốt đánh với nhau. Thắng chương VIP Go. VIP Go thì gán lấy 3 điểm đi nào. Rồi thì đã bắt đầu rồi ạ. Bảo Long là người chủ động di chuyển trước. FC vẫn đang đứng tại chỗ. Gặp nhau rồi ạ. Bảo Long tàng hình trước. Đã bị dính khóa. Ồ nhưng mà FC đã tàng hình trong lúc bị dính lò xo, rất là hay. Rất là hay luôn ạ. Bảo Long đã mất lợi thế lò xo rồi. Một pha cũ âm, một pha tê liệt đến từ ám khí. Ồ, một cái chân giới. Một cái chân giới đến từ vị trí của Messi. À, một cái chân ngọc rồi ạ. À, bây giờ bắt đầu xả sát thương và đang rút máu đến từ vị trí của Messi. Bảo Long đã mất đi 50% máu. FC đã bị dính một cái chân giới. Rồi, chắc chắn là chiến thắng đã dành cho Bạo Long rồi. Xin chúc mừng Bạo Long đã ghi thêm được 3 điểm cho mình, nâng số điểm tích lũy lên là 6 điểm nha mọi người. Xin chúc mừng Bạo Long.